Vâng, xin chào bác, chào mừng các bác anh em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay bên em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng với mẫu sản phẩm đẩy hai kênh Lex Optic 2650. Và chắc hẳn rồi, những mẫu sản phẩm đẩy hai kênh bên em Tùng Audio rất là nhiều. Và đặc biệt là một trong những cái mẫu mà bên em bán cực kỳ là chạy hàng, đó chính là Lex Optic 2650, phải không ạ? Và em cũng cảm ơn các bác anh em đã tin tưởng hộ cửa hàng em với dòng đẩy hai kênh truyền thống Lex Optic 2650 bên cửa hàng Tùng Audio. Và ngày hôm nay thì cùng với em trải nghiệm lại một nữa về hình ảnh giao diện này, tính chất lượng âm thanh cho những em khách hàng đã và đang đặt hàng với mẫu sản phẩm Lex Optic 2650 nhá. Và đầu tiên các bác được nhìn thấy hình thức giao diện của đẩy hai kênh Lex Optic 2650 tại cửa hàng Tùng Audio đây ạ. Phiên bản màu đen cho anh em rất dễ phối đồ, cộng với đó là hai phím chưa đáp volume để các bác anh em có thể tăng giảm âm lượng, đánh với những cặp loa từ bát 20 cho đến bát 30 gia đình rất là khỏe nhá. Anh em có thể đánh hai đôi 20 này, và nếu như các bác anh em muốn đánh khỏe nhất thì chúng ta đánh cho em một đôi 30. Khi chúng ta sử dụng đẩy công suất ấy, thì là tiếng chất lượng âm thanh nó sẽ tuyệt vời hơn so với việc chúng ta nghe nhạc bằng âm mi thông thường. Đương nhiên rồi, đây là một cái thiết bị riêng biệt, nó là cục đẩy công suất, tiếng ra vừa khỏe này, đạt công suất tối đa để các bác anh em có thể chơi gia đình một cách tốt nhất. Với Lex Optic 2650 phiên bản màu đen dễ lựa chọn, phải không ạ? Với phiên bản thiết kế như thế này ấy, anh em để tủ đồ cũng rất là dễ dàng, bởi vì dòng đẩy này thì các bác nhìn đây. Đấy, cũng rất là thon gọn cho anh em nhá. Vừa có độ hầm hố của một trong những dòng đẩy chất lượng, vừa có sự nhỏ nhắn xinh xắn ở phía sau để các bác mình có thể là để tủ đồ một cách đơn giản nhất. Đẩy Optic 2650 bên em độ nặng cũng dao động cho khoảng tầm 20 cân anh em ạ. Để có anh em có thể nghiên cứu để chúng ta làm sao chúng ta ghép lối vào không gian phó dình một cách thuận tiện nhất nhá. Lex Optic 2650 bên em có thiết kế rất là đẹp mắt đúng không ạ? Và với việc là có đèn cảnh báo, đèn clip ở đây, khi chúng ta sử dụng mà có lỗi của đẩy ấy, thì nó sẽ hiển thị ngay ở trên phần đèn cảnh báo mặt trước đấy các bác nhá. Thêm nữa là cái phần công tắc nguồn ấy được thiết kế thuộc về phía trong, thế nên là chúng ta sử dụng ấy trong việc nhà có trẻ nhỏ thì chúng ta cảm thấy cực kỳ là an toàn. Và những cái dòng đẩy bây giờ thì thường họ đã làm cái thiết kế phụ phím công tắc nguồn thuộc về phía trong rồi đấy, để làm cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi mỗi khi chúng ta sử dụng trong phát gia đình. Với Lex Optic 2650 dòng đẩy này là chuyên gia đình cho anh em nhá. Đánh được những cặp loa với công suất là 600W, bởi vì dòng đẩy Optic 2650 bên em mỗi kênh của nó tối đa đạt được là 600W, tức là hai kênh 1200W đấy anh em nhá. Nhớ cho em để chúng ta về thiết kế làm sao đánh phù hợp với những cặp loa gia đình. Và ngày hôm nay em cũng nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em với Lex Optic 2650, dòng đẩy phổ thông nhất bên Tùng Audio đang bán hiện tại đây rồi, với thiết kế đẹp đúng không ạ, và đầy đủ các tính năng để các bác mình em có thể lựa chọn nhá. Vẫn có đầy đủ các chế độ đánh khác nhau để các bác mình em có thể sử dụng trực tiếp qua những chế độ đánh như là Sitel, Banel hay Bright, chuyển độ nhạy có đầy đủ cả. Đây là dây giắc cắm nguồn để chúng ta sử dụng này, dây giắc cắm nguồn rất là to này, cầu chì phu xe có đầy đủ cho anh em này, và có đường dây giắc điều chỉnh, đường dây giắc truyền thống nhá, để các bác mình em có thể sử dụng ghép đối với la. Đường ca lông đây có đường link ra các cái cục đẩy công suất khác, sử dụng hai quạt gió làm mát, các bác thấy không ạ? Dòng đẩy bên em nó rất là chất lượng nhé. Đấy, mặc dù là dòng đẩy công suất 600W là một trong những công suất cỡ vừa gia đình anh em ạ, không phải nhỏ đâu các bác nhá. Và nhớ cho em, bởi vì 600W anh em có thể đánh được hai cặp 20 cơ mà, đúng không ạ? Đánh được hai cặp 20 tức là bốn quả loa 20 đấy. Và nếu như các bác anh em chơi 30, bao anh em chơi 30 thì hợp lý nhất, bởi vì đẩy Optic 2650 đánh một cặp 30 tiếng ra cực kỳ là khỏe, tốt luôn cho anh em ạ. Lex Optic 2650 với 24 sò nguồn xuyến đồng. Và nếu như các anh em cần xem chi tiết hơn về nội thất, cứ liên hệ Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336. Bên em cũng sẽ gửi ngay video nội thất và hình ảnh nội thất để các bác mình em xem được và chúng ta tham khảo ngay nhá. Hôm nay thì rất nhiều anh em đặt hàng rồi, em không làm tiện làm phiếu để gửi cho bất kỳ ai cả, thế nên là làm ngay một video để gửi tới cho em khách hàng với dòng đẩy Lex Optic 2650. Hãy chỉ cần bỏ ra vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng một chút thôi là anh em có ngay một con đẩy rất chất lượng chơi pháo hoa gia đình rồi. Cùng với em nắp tai nghe trải nghiệm âm thanh nào. Các bác đã được trải nghiệm tính chất âm thanh của đẩy hai kênh Lex Optic 2650, anh em đánh giá sao ạ?
tiếng ra nhạc khỏe hơn sau việc chúng ta sử dụng bằng âm đi rồi, là chắc chắn rồi, bởi vì công suất thì nó khỏe này. Thứ hai nữa là tiếng ra sáng, nhạc nghe sạch, tiếng ổn định cho anh em đánh với những cặp loa Bát 30 bên em rất là thoải mái, khỏe khoắn luôn anh em ạ. Đấy, nếu như các anh em đang cần có một trong những cái dòng đẩy công suất gia đình cỡ vừa, hãy liên hệ Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 nhé. Và ngày hôm nay em xin gửi lời cảm ơn của em đến tất cả những khách hàng đã quan tâm và đã đặt được hàng với dòng đẩy Lake Arctic 2650. Hy vọng sẽ đem đến cho anh em một không gian pháo đình chuyên nghiệp nhất với những dòng đẩy cỡ vừa bên Tùng Audio, đó là đẩy hai kênh Lake Arctic 2650. Ai nào có nhu cầu liên hệ Tùng Audio nhé để đặt hàng ngay với những trang thiết bị âm thanh tuyệt vời, phòng hát gia đình và giá cực kỳ rẻ. Xin chào anh em.